Đi ra đây. Vậy Hiền, lấy anh vợ. Anh Tài. Hả? Anh coi làm phiền em kiểu này có được không? Hiền, sao em nói nặng lời với anh vậy? Anh buồn đó. Anh nói chuyện với bác rồi. Hiền chưa có bạn trai, sao em không chịu mở lòng với anh một lần đi? Biết đâu Hiền thấy anh dễ thương thì sao? Anh sao vậy? Em là cháu chú Phát, anh là cháu Thím Xuân. Em coi anh như là anh trai của em vậy đó. Mở lòng cái gì chứ? Em nói lần cuối cùng nha, anh hiểu đi đó. Mẹ, vô lý ghê vậy á. Anh với em họ hàng gì đâu, tự nhiên cô là anh trai à. Em coi vậy đó. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Anh đi về đi. Đi. Đến vô chào bác một cái. Thôi. Mẹ em hiểu lầm rồi đó. Đi đi. Thì về. Xin lỗi nha, bữa nay chắc là anh không qua gặp em được rồi. Tự nhiên cái Mỹ Tâm nó bị đau bụng. Hả? Anh phải ở nhà coi sao cái đã. Vậy hả? Bé Tâm đau có nặng không? Có cần đi bệnh viện không? Để anh coi tình hình sao cái đã. Dạ. Hẹn em bữa khác nha. Vậy có gì anh báo cho em biết với nha. Anh ơi, Tâm, em có sao không Tâm? Thấy sao rồi Tâm? Tâm ơi, ba ơi, Tâm nó đau quá trời luôn rồi. Trời đất ơi. Tâm. Mỹ Tâm, nếu con đau quá, ba đưa con vô bệnh viện. Hả? Chắc là do ăn uống gì bậy bạ rồi. Có khi là bị ngộ độc thực phẩm. Như vậy là phải vô bệnh viện sốt ruột rồi. Chắc là không sao đâu ba. Chắc có qua ngủ lạnh ấy mà. Dạ, đúng rồi đó ba. Con không phải bị ngộ độc, không cần phải rửa ruột gì hết đó ba. Con chỉ bị đau nhẹ thôi. Nhưng mà em đang đau âm ỉ đúng không? Đúng rồi, em bị đau. Âm ỉ đó ba. Con đau nhẹ đúng không? Dạ. Ngồi đây đi, để ba lấy nước ấm cho uống. Con ngó em nha. Dạ. Có sao không Tâm? Hai
quá lắm ông Hai. Nhưng mà mình phải làm như vậy để ba khỏi đi với mụ phù thủy. Em có thấy hôm nay ba lạ không? Lạ chỗ nào? Thì bình thường á, ba đâu có đi nhậu với mấy cô chú ở trong xưởng đâu. Mà ba đi ra ngoài cần gì phải mặc đồ đẹp. Mà nãy giờ ba có thấp thỏm nhìn hai anh em tụi mình hoài à. Hai nói gì? Em không hiểu. Thì ý của hai á là ba đi đâu mà muốn giấu tụi mình? Có khi nào là ba đi hẹn hò không? Gì? Đi hẹn hò hả? Ôi, bé bé cái miệng thôi. Ba mà biết được ba la tụi mình chết á. Vậy lắc ba ra, nếu mà ba đi á, tụi mình phải làm gì? Bây giờ hai anh em mình sẽ nghĩ cách để giữ ba lại. Nè, con với cậu Tài có cái gì mà phải ra ngoài nói chuyện với nhau vậy? Không có gì đâu mẹ. Nhìn sơ á là mẹ biết cậu ấy thích con rồi đó. Mặt mày sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng, sao con không ưng? Đâu phải mặt mày sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng là ưng đâu mẹ. Hồi xưa ba cũng đâu có mấy ưu điểm đó đâu. Con nhỏ này thì mẹ nói vậy thôi, ưng hay không còn tùy con nữa chứ. Vậy khi nào con đi chơi? Rồi bạn con đâu rồi? Dạ bạn con bận rồi cho nên là không đi được. Nè, bạn gì kỳ vậy? Bận mà sao không báo trước? Nè, nếu mà là bạn trai á thì dẹp ngay đi nha. Như vậy là nó không tôn trọng lời hứa với con đó. Bạn gái mà mẹ. Con lên phòng đây. Đẹp trai xối ca vậy. Vậy mà chứ. Không lẽ mình mãi cam tâm là người đứng sau và chờ đợi ảnh? Hiền ơi, bình thường mày mạnh mẽ như vậy, sao dính tới chuyện tình cảm lại bối rối chứ? Đúng rồi, từ mai mình phải mạnh mẽ hơn. Anh Thuận ảnh đã rụt rè thì mình phải mạnh mẽ chứ. Phải làm mọi cách để bọn nhỏ chấp nhận mình. Vì hạnh phúc tương lai, phải cố gắng. Hiền ơi, phải cố lên. Phải làm gì bây giờ? Trường. Dạ. Đi qua học bài đi con. Dạ. Mẹ ơi, con đau quá. Con còn đau nhiều lắm hả? Dạ không, nhẹ nhẹ thôi. Nằm xuống đây đi con. Biết đâu ngủ được một giấc sẽ đỡ đau thì sao? Học bài đi con. Dạ. Hay ngày mai em qua dạy kèm tụi nhỏ cho anh nha. Dạo này công việc anh áp lực quá. Bà nói là con lo học đi, mà con cứ nhìn cái gì vậy? Dạ có gì đâu ba. Nhưng mà như vậy thì phiền em quá. Có gì mà phiền đâu anh. Em cũng muốn tốt cho bọn trẻ mà. Hiền nói đúng. Biết đâu đây là cơ hội tốt để cho cô ấy gần gũi với bọn trẻ hơn, để bọn trẻ hiểu và yêu quý Hiền hơn.
Vậy cũng được. Anh cảm ơn em nha. Dạ. Vậy là mình có cơ hội gần gũi bọn trẻ rồi. Trời sáng rồi, dậy đi tụi con. Mỹ Tâm, dậy đi con. Lâm Trường. Mỹ Tâm, dậy nè. Trường, dậy đi con. Mỹ Tâm, dậy sớm với ba nè. Con gái giỏi nè vậy. Hai cái đứa này thiệt tình à. Một lát nữa ba đi làm, sẽ có một gia sư qua đây dạy học cho tụi con. Gia sư? Cha hay gái vậy ba? Là cha hay gái á, một lát nữa tụi con sẽ biết. Nhưng mà ba dặn nè, hai đứa phải tuyệt đối nghe lời, nghe chưa? Dạ, tụi con sẽ ngoan. Tụi con hứa là tụi con sẽ học giỏi, không có làm muốn tiền của ba. Giỏi nè, bây giờ hai đứa vô trong đánh răng rửa mặt nhanh lên. Dạ. Nhìn hai như vậy, chắc chắn á là các thầy cô thích hai hơn cho coi. Em chắc chắn á, các thầy cô sẽ thích em hơn hai. Tại vì em dễ thương hơn hai mà. Hai mới là người dễ thương em chứ. Em. Hai. Em. Hai. Nè, làm cái gì mà mới sáng sớm hai đứa gây lộn rồi? Nghe ba dặn nè, bây giờ ba phải đi làm rồi, ở nhà hai đứa học hành chăm chỉ nha. Dạ. Ủa, em tới luôn rồi hả? Gia sư. Dì có mua xôi cho tụi con nè, ăn xong rồi học nha. Sao lại là gì? Con có thích đâu. Không thích cái gì mà không thích. Chính ba là người kêu dì Hiền qua đây dạy kèm cho tụi con đó. Con chỉ thích gia sư đàng hoàng thôi. Con thích gia sư thật. Thì dì Hiền là gia sư thật chứ có phải gia sư dỏm đâu. Dì Hiền có 3 bằng đại học luôn đó. Nếu như con thích dì Hiền làm gia sư thì sao? Nếu tụi con không thích dì Hiền làm gia sư chứ gì, ba sẽ gửi hai đứa con về cho bác hai. Như vậy là ba ép tụi con rồi còn gì? Thì đúng rồi, ba đang ép tụi con đó. Bây giờ tụi con có quyết định không? Không quyết định thì cứ như vậy mà làm, nghe chưa? Ba. Anh giao hai đứa nhỏ cho em đó. Ăn cho no rồi học hành cho giỏi, nghe chưa? Ba đi làm đó. Dạ. Anh đi làm đi. Rồi thôi, ăn sáng xong rồi học bài nè. Dạ. Chú, cà phê đen không đường của chú nè. Cảm ơn con. Bánh ngon quá. Rồi làm gì không ăn đi bà. Bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Tại bà giảm cân ngô. Dẹp cân thì có chứ giảm cân cái nỗi gì. Chào mọi người. Anh. Chào mọi người. Chào chị. Chị An ơi. Gì chú Tài? Chị có thấy Hiền đâu không? Em không biết gì hả? Không. Hiền xin nghỉ phép cả tuần luôn á. Gì? Nghỉ phép cả tuần hả? Chị vẫn chơi hoài. Hiền nổi tiếng là chăm chỉ ở xưởng mà. Bây giờ xin nghỉ cả tuần hả? Lý do gì chứ? Thì chăm chỉ quá, cho nên bây giờ cần phải nghỉ ngơi vài ngày để đi chơi vui vẻ. Nếu mà em không tin á thì em cứ gọi điện trực tiếp cho Hiền nha. Dạ. Hôm qua vừa bị la, bữa nay mà gọi nữa là bị la cho thúi đầu luôn. Thôi, không có ngu đâu. Chào anh Tài. Anh Thuận ơi. Chào mọi người. Tôi tính nói cái lô hàng mình định bù cho đối tác để ngưng hợp đồng đã xong rồi. Bây giờ mình kiếm gì làm đi ha. Anh cứ yên tâm đi, tôi vẫn luôn đôn đốc anh em làm việc mà. Thì cũng tại chú đó, cương quyết các hợp đồng với người ta. Bây giờ tôi phải nai lưng kiếm thêm đối tác khác nè. Đối tác cũ đâu có đủ sống đâu. Mà thôi, đừng nói tới chuyện đó nữa. Tất cả chúng ta cùng cố gắng mà. Vậy hả? Anh Tài, có chuyện lớn rồi. Có chuyện lớn rồi mọi người. Cái đối tác mà anh
đem về cho công ty á. Sáng nay mới bị bắt nè. Bắt vụ buôn lậu ba cái động vật quý hiếm gì đó. Đông Đông, cho coi với. Anh coi coi phải không? Thảo nào, đâu có gì dễ ăn vậy ha. Chắc là mấy cái thùng hàng để hôm rày á, ngụy trang toàn là hàng cấm không à. Thôi thôi, mọi người cũng đừng có bàn tán về chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung vào làm việc thôi. Cũng may là chúng ta đã chấm dứt hợp đồng với bên đó rồi, cho nên chúng ta không còn liên quan tới bên đó nữa đâu. Anh Thuận nói đúng á. Cũng may là anh sáng suốt kêu đi điều tra, chứ không... Nè, mọi người thôi đi. Lúc rảnh rang có tiền thưởng đó, sao không ai nói gì hết? Lúc câu chuyện đó hết cho tôi là sao hả? Anh Tài, anh Tài. Thôi mọi người ăn nhanh đi, còn làm việc nữa. Dạ. Thôi ăn lẹ đi còn làm nữa. Trời đất ơi, mới sáng sớm mà chú ấy uống gì dữ vậy? Không biết có chuyện gì không? Không có gì đâu chị, cảm ơn chị nha. Anh Tài, tôi ngồi nha. Anh cũng như bọn họ, tới để cười cợt, chế giễu tôi đúng không? Không có, tôi chỉ muốn khuyên anh thôi. Vì bây giờ cũng đang trong giờ làm việc, với lại tôi không muốn anh bị chú Phát la hoài đâu. Cảm ơn anh. Với lại tôi muốn nói cho anh hiểu, chuyện đối tác vừa rồi á, không phải là lỗi của anh đâu. Anh đã cố gắng rất nhiều rồi, chỉ tại bên phía đối tác họ gian manh quá thôi. Cũng may là xưởng mình dừng lại kịp lúc, cho nên chưa có thiệt hại hay điều tiếng gì. Cũng nhờ có anh và chú Phát, hai người đã sáng suốt. Nghĩ lại tôi thấy mình còn trẻ quá, thiếu kinh nghiệm. Có gì đâu, tôi với anh làm chung với nhau cũng lâu rồi, cho nên lo lắng cho nhau cũng bình thường thôi mà. Rất may là xưởng chúng ta không bị thiệt hại gì. Lẽ ra chúng ta nên ăn mừng mới phải. Ăn mừng hả? Đúng. Cuối cùng thì trong xưởng này chỉ có mình anh là thật lòng với tôi nhất. Anh nghe nè Hiền, em nói sao? Thằng Trường nó làm văn tả con heo mà y chang như con chó hả? Em cũng chịu thua thằng bé luôn á. Cái gì mà lớp 7 viết văn như lớp 3 vậy đó. Tả là Sumo chạy khắp giường, lâu lâu tìm người đuổi cắn, xong rồi mọi người la Sumo không được sủa nữa. Thì vậy mới cần em giúp chứ. Em ráng giúp anh chịu đựng tụi nhỏ đi, rồi chiều này về anh sẽ mời em đi ăn. Hôm nay em muốn ăn món gì? Em ăn gì cũng được mà. Thôi em vô dạy mấy đứa nhỏ đây. Vậy nha. Anh Thuận, anh với Hiền thân lắm hay sao mà Hiền hay qua nhà dạy học cho con anh vậy? Dì, dì mới gọi điện mát ba con hả? Dì đâu có bêu xấu gì đâu, dì kể vui thôi mà. Cái đó cũng là mát đó, dì đúng là xấu tính mà. Con bình tĩnh Hiền, không được nóng nảy. Thôi được rồi, nếu như mà con không thích dì kể như vậy thì dì không kể nữa. Vô trong đi, dì dạy con làm văn. Không, con không muốn học đâu. Con đi thả diều đây. Nè, Trước. Trước Tâm, con chạy theo kêu anh đi. Thôi, con bó tay. Tại gì hết trơn á, tự nhiên mấy ba làm chi. Alo, Hiền hả? Em đi về xưởng gấp đi. Sao vậy chị? Hôm nay em nghỉ phép mà. Không biết thằng Tài nó nói linh tinh gì với chú Phát á. Chú kêu là em phải về xưởng gấp. Chú nói là em mà không nghiêm túc thì đâu có nói được ai. Cái ông Tài này kỳ cục thiệt á. Ủa, có chuyện gì vậy dì? Dì phải về xưởng làm việc rồi, con làm bài tập đi nha.
sử ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một bà phù thủy là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết và anh trai cô bé. Bà ấy rất hung dữ với mọi người. Bà phù thủy rất ghét bỏ những đứa con của nhà vua, lúc nào cũng quát mắng, ngay cả khi công chúa Bạch Tuyết đã cố gắng tặng quà cho phù thủy. Ồ, Mỹ Tâm, Mỹ Tâm, con làm gì ở đây vậy? Hả? Dạ con... Con đi đâu mà quần áo lấm lem, mặt mày cũng dơ hết vậy Mỹ Tâm? Dạ con có hái chút rau đem qua tặng gì. Trời nắng chang chang vậy mà con đi ra vườn hái rau. Dì đâu có cần con hái rau cho dì. Con đi gian nắng như vậy rồi lỡ đổ bệnh rồi sao? Con mà bệnh là ba lo lắng lắm biết không? Con không có thương ba hả? Dạ con xin lỗi dì. Mỹ Tâm, tôi nói cô Hiền nghe, con nít phải nhẹ nhàng với nó, chứ cô dữ quá. Con biết là con cũng hơi nóng tính, nhưng mà dạo này xảy ra nhiều việc quá, con không có kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng mà cũng tại chú á, nếu không phải là do chú làm sai lô hàng này, con mới nổi giận la chú. Rồi gặp Mỹ Tâm con mới quạo với nó luôn. Tôi xin lỗi cô Hiền, kỳ này tôi thức đêm quá hay ngủ gục mới sai sót. Đó, con giận chú làm sai hàng là ít thôi, nhưng mà cái chuyện mà chú làm đêm á là con giận nhiều đó. Chú biết không, dạo này con toàn là bị vợ chú mắng vốn. Là tại sao mà chú lớn tuổi rồi cứ để chú làm đêm làm hôm hoài, chú thấy ngoan cho con chưa? Con đâu có bắt chú làm đêm đâu. Cũng tại cái lô hàng kỳ này cần gấp quá, cho nên chú phải làm đêm. Giao cho tụi nó, chú không có yên tâm. Chú phải yên tâm đi. Hôm nay con bắt chú về ăn cơm với cô đó. Mấy cái chuyện ở xưởng á, để cho mấy đứa nhỏ làm đi. Với lại có anh Thuận rồi, ảnh sẽ lo mấy chuyện còn lại cho chú. Dạ. Tiền tăng ca của chú nè. Chú lấy tiền này ghé chợ mua cái gì ngon ngon rồi về ăn cơm với cô đi. Cho con gửi lời hỏi thăm cô luôn nha. Với lại nói cô đừng giận con. Dạ, tôi cảm ơn cô Hiền, tôi cảm ơn chủ Phát. Dạ. Chú làm việc đi. Dạ. Sao đây là tín hiệu tốt lành của bọn trẻ dành cho mình. Ủa Tâm, em bị sao vậy? Em mới bị la. Ai la em? Thì bà phù thủy đó. Có khi nào còn ai ở đây nữa? Sao tự nhiên hơi khờ dữ vậy? Mà em đi tìm gì đó chi vậy? Để cho bị la. Thì em đi hái chút rau đem qua chợ về để cảm ơn dì. Mắc gì phải cảm ơn? Thì gì đó, vậy với hai mình học bài chứ còn gì nữa. Trước đây á, nội dạy phải biết kính trọng và biết ơn. Cô em trên lớp cũng dạy em vậy mà. Mà em nghĩ lại coi, dì ấy á, đâu có dạy mình được cái gì đâu. Toàn á, lớn tiếng không à. Ủa, chứ không phải là do hai học dốt rồi mới không tiếp thu vô được đúng không? Tại hai á, cố tình chống đối vậy. Vậy đáng ghét quá mà. Thôi, bây giờ em đi rửa mặt đi, rồi vô ăn cơm. Em không đói. Chứ không phải em bị la, no, không ăn cơm được nữa hả? Nhanh đi. Dì Hiền này đúng là đáng ghét mà. Em mình qua cảm ơn mà còn chửi với mình nữa. Được đó, con sẽ không phục gì đâu. Con sẽ tìm cách đối đầu với dì. Hù. Trời đất ơi. Cà phê không?
Bữa nay ngày gì vậy? Ngày gì mà bày trò chọc ghẹo tôi hả? Ở trong đây đâu có ai đâu. Bình thường em cũng đâu có vậy. Chứ bình thường em sao? Dữ dằn lắm hả? Không phải, bữa nay em lạ lắm. Làm như có chuyện gì vui á. Kể anh nghe đi. Hôm nay em có chuyện vui á. Hôm nay có người tặng quà cho em á. Em được tặng quà? Ai vậy? Ai tặng quà cho em? Nhìn mặt em thích vậy. Bộ em thích người ta lắm hả? Tất nhiên là phải thích rồi. Tại vì người ta vừa ngọt ngào vừa dễ thương thì mình phải thích thôi. Gì vậy? Tự nhiên hỏi người ta trả lời cái bỏ đi đâu vậy? Tôi là vậy đó. Hiền thích người ta mà. Vậy tại sao còn qua nhà tôi chăm sóc lúc tôi bệnh vậy? Không sợ người ta ghen hả? Vậy còn tình cảm của tôi thì sao? Hiền đùa giỡn với tôi hả? Bắt cá hai tay hả? Cái thằng cha này đúng là khô khan thiệt mà. Tôi khô khan vậy đó? Tôi không biết thằng qua. Tôi biết nói là qua Mỹ. Tôi vậy á. Anh đúng là cái đầu gỗ á. Là con gái anh tặng quà cho em đó. Mỹ Tâm hả? Ừ. Con bé nó không giận em hả? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà con bé chắc là vẫn chưa thích em đâu. Hồi nãy em mới làm cho nó khóc nữa đó. Không sao đâu em à. Anh tin là cần thêm một thời gian nữa thì con bé nó mới chấp nhận chuyện của tụi mình được. Một thời gian nữa là bao lâu? Em nói thật, em không có tự tin là sẽ làm cho tụi nhỏ thích em đâu. Em tin anh đi. Anh nghĩ là không lâu nữa đâu, rồi tụi nhỏ sẽ nhận ra em là người phụ nữ phúc hậu và hiền hòa. Em hãy tin anh nha. Ngày hôm nay còn biết nói mấy lời ngọt ngào với em nữa hả? Sao lạ quá vậy? Tôi phải tiến bộ chứ. Nếu như không tiến bộ á, lỡ như có người nào đó tặng quà thiệt thì sao? Tôi mất người yêu hả? Vậy thì anh tặng quà cho em đi. Đau. Gì đâu mà khô khan. Không bao giờ tặng quà cho người ta. Trời, cái đầu gỗ đau này. Đau thiệt à? Sẻ dai luôn à? Rồi sao? Đau. Anh cũng có dịu dàng đâu. Em vậy đó. Đau rồi thiệt sao? À? Ây da, đau anh. Em không chịu gì đó. Rồi đau. Sao? Hả? Đau hai. Anh mẹ. Thấy đau chưa hai? Bây giờ còn đánh cả ba kìa. Hai em. Hai cứu ba đi. Tội nghiệp ba quá. Ui da. Nè. Đau nè. Nè. Đau thiệt chứ bộ. Gì này? Ê, đau em. Đau gì? Ba. Anh không biết đau nữa hả? Đau gì? Đau mẹ. Em. Ba làm gì hả? Sao mấy đứa vô đây? Sao vậy đánh ba con? Gì vậy? Ba. Ba có sao không? Hai tụi con đi mấy con phát nha. Không phải. Ba mạnh như vậy nè, ai mà đánh được ba? Con gái không cần phải lo cho ba đâu nha. Dì có việc, dì đi trước nha. Ba, ba làm gì với dì Hiền vậy? Ba không thương tụi con nữa hả? Ai nói ba không thương tụi con? Ba thương tụi con nhất luôn á. Thương số một luôn á. Dì Hiền không có thương tụi con. Hồi nãy dì Hiền còn la Mỹ Tâm, con bé khóc quá trời luôn kìa. Đúng đó ba. Dì Hiền y chang bà phù thủy trong câu chuyện Chuyện công chúa bà Tuyết lắm á ba. Nghe ba nói nè, tụi con hiểu lầm dì Hiền rồi. Dì Hiền không phải là người như vậy đâu. Dì Hiền á, rất là hiền lành, giống như cái tên của dì vậy đó. Nói chung á, là tụi con phải tin ba. Là điều gì tốt nhất á, ba đều muốn dành cho tụi con, hiểu không? Tụi con luôn là số 1 trong lòng của ba. Với con, ba cũng là số 1. Anh hai là số 2. Còn số 3 là bé Na hay cô tí ta. Nói chung á là... Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ bà hỏi hai đứa nè. Hai đứa học bài chưa mà ra đây chơi vậy? Nhưng mà tụi con vẫn còn nghỉ hè mà. Nghỉ hè cũng phải học vậy. Con phải cố gắng nhiều lên để con theo kịp bạn bè trên thành phố nữa. Ủa, con thấy học trên thành phố suốt ngày cứ đi học thêm chán thấy mò. Bây giờ chán đúng không? Con muốn học thêm hay là muốn vô nội trú học? Con mà vô nội trú học là khỏi có thời gian đi chơi luôn đó. Ba này, nhưng mà con đi học nội trú thì lại chăm sóc Mỹ Tâm. Con không có cần phải lo cái chuyện đó. Còn con nữa, con mà không nghe lời ba, không có ngoan ngoãn mà cứ ở đây kiếm chuyện hoài là ba sẽ gửi con về quê cho bác hai nuôi luôn đó. Con không có chịu đâu. Trời, con không dạy. Hai cái đứa này,
Ngọc, sao tiền chợ tháng này nhiều quá vậy? Gấp đôi tháng trước luôn. Thực ra ở ngoài chợ đợt này cái gì cũng lên giá hết. Với lại tháng này anh em trong xưởng có làm tăng ca, Ngọc sợ anh em đói cho nên có nấu ít đồ ăn, chi phí có tăng thêm một chút xíu. Ngọc nói sao vậy? Hiện thấy mọi người ăn cơm đồ thừa quá trời luôn á, lãng phí vô cùng. Cái này là do lỗi của Ngọc. Tại vì chắc là Ngọc nấu ăn chưa có hợp khẩu vị của anh em, cho nên mọi người mới bỏ thừa lại. Cái này Ngọc sẽ chú ý. Đây là trách nhiệm của Ngọc. Ngọc phải quản lý chi tiêu, không thể nào để đồ ăn thì thừa mà tiền chợ lại tăng như vậy. Ngọc phải ghi chép lại chi tiêu chứ, để cuối tháng Hiền còn làm sổ sách nữa. Ngọc biết rồi, Ngọc sẽ chú ý mà. Hiền có cuốn sổ mẫu sẵn rồi đó, Ngọc chỉ việc á điền vô trong đây thôi. Mà nè, tháng sau mà còn đi chợ nhiều như vậy nữa để đồ ăn thừa, Hiền trừ lương đó nha. Ngọc biết rồi, Ngọc sẽ chú ý. Hiền đừng có trừ lương Ngọc nha, Ngọc rất là sợ bị ghi tên vô sổ Nam Tào đó đó. Sổ Nam Tào? Thực ra là ai cũng sợ cuốn sổ đó hết. Tại vì cuốn sổ đó là bị vi phạm 3 lần là sẽ bị trừ lương, cho nên mọi người mới gọi cuốn sổ đó là cuốn sổ Nam Tào. Anh Tài cũng mới kêu cá ngoài kia xong là tháng này chắc là ảnh bay màu hết tháng lương. Ngọc sợ lắm, đừng có ghi Ngọc vô trong đó nha. Mà Hiền cũng thích cái tên sổ Nam Tào rồi đó. Thôi Ngọc đi làm việc đi, Hiền cũng đi công việc đây. Ngọc biết rồi. Trong chuyện công chúa Bạch Tuyết á, ai á dễ cũng la cũng đánh được hết trơn á. Ủa vậy chị bị đánh chưa? Chưa, chị chỉ bị la thôi. Nếu ba chị á mà cưới gì ấy về, chắc là mỗi ngày chị bị đánh luôn. Ủa vậy chị Hiền là mẹ kế của chị Mỹ Tâm, giống như trong chuyện Tấm Cám hả? Bà mẹ kế ăn thịt con cá bóng là bạn thân của cô Tâm. Bà có ăn thịt vịt không chị Na? Không, chị không có cá bóng, chị có bé vịt vàng thôi. Cầu trời, bà không ăn thịt vịt. Vậy thì chị phải bảo vệ vịt vàng cẩn thận đó nha. Không á, là dì Hiền mà tìm thấy là ăn thịt bé vịt vàng của chị luôn á. Chị biết rồi, chị sẽ bảo vệ em. Ôi là trời, vịt vàng ơi. Yên tâm nha, hai chị hứa bảo vệ em rồi đó nha. Ủa mà hai chị có ăn thịt vịt đâu? Cái gì vậy? Gia Quy, trời đất ơi, con làm cái gì mà con ăn rồi bày một đống cái bàn vậy hả? Gia Quy, Gia Quy, con có nghe mẹ nói gì không? Gia Quy, có nghe mẹ nói gì không? Mẹ trả điện thoại cho con. Mẹ đang nói chuyện với con nãy giờ đó. Nè, ăn rồi bày một đống nè. Rồi con đã làm bài tập về nhà chưa? Bài tập dễ thế mà, con làm cái một là xong rồi. Cho dù là dễ thì con cũng phải làm chứ, đâu thể nào ôm điện thoại chơi từ sáng tới tối như vậy hả? Thì ngoài điện thoại ra con còn chơi được cái gì nữa đâu. Trời đất, nay con hư lắm rồi nha, lại dám trả treo với mẹ như vậy nữa hả? Con đi lên phòng ngay cho mẹ. Mẹ phạt con một tuần không xem tivi và không chơi game. Mẹ, mẹ không nói nhiều, đi. Đi nhanh cho mẹ. Dạ. Không cho chơi điện thoại thì thôi, mình chơi iPad, có gì đâu mà thăng.
Em sao vậy? Mà sao không lên phòng nghỉ? Không muốn. Có chuyện gì hả? Sao em lo cho Gia Huy nhà mình quá à? Suốt mùa hè nó không đụng vô sách vở gì hết, chỉ có biết chơi game rồi xem tivi. Thì nghỉ hè mà em. Bộ em sợ con thua người ta hả? Em cứ bắt con học hoài. Em đâu có ép con học gì đâu, chỉ là em thấy lo. Với lại em không muốn Gia Huy chơi game nhiều, trong khi đó em đi làm về mệt, nó ở nhà bày bừa một đống như vậy, hỏi sao em không bực được chứ. Thôi được rồi, vậy bây giờ em muốn làm sao? Hay là mình đưa con về nhà ông nội nha. Em thấy ở đó có giường tược, cho con nó thô chạy nhảy. Chuyện này nhất quyết là không được. Em nghĩ sao vậy? Ông đâu có thích trẻ con đâu mà tự nhiên đưa Gia Huy về. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi tụi mình đâu có về thăm ba. Sẵn dịp này á, mình cho Gia Huy về, em nghĩ chắc là ông mong nó lắm đó. Cái ông già lạnh lùng đó mà nhớ ai? Anh là con ruột của ông nè, mà ông còn máu lạnh, đuổi anh ra khỏi nhà, không quan tâm anh sống chết như thế nào nữa. Trời ơi, sao mà thua mệt hay cho con nhà này ghê luôn á. Hết cha rồi tới con. Vậy chứ bây giờ anh muốn sao? Thì muốn con không có nghiện game thì có nhiều cách, nhưng mà đưa về nhà ba anh thì anh không chịu. Anh đó, nếu mà bây giờ anh không muốn đưa con về nhà ông, và anh cũng không đưa ra được một quyết định nào hết, kể từ ngày mai ha, anh đi làm gì anh cứ dọn dẹp nhà cửa đi, em không làm nữa. Em mệt lắm rồi. Hả? Hay là mình đưa con đi chạy hè hướng đạo sinh đi. Ở đó con có thể hòa mình với thiên nhiên, cây cối, tránh xa mấy cái thứ công nghệ, tốt hơn gấp mấy lần về nhà ba anh. Em thấy cũng hay đó, mình quyết định vậy đi. Gia Huy, em nhận đi, cái này là quà ông em tặng sinh nhật em đó. Không chỉ một món quà này đâu, mà mỗi năm ông đều mua quà cho anh hết đó, để ngập cả phòng luôn. Đúng rồi đó, em có thể làm chứng chuyện đó. Vậy quyết định cho Gia Huy đi chạy hè nha. Đừng mà ba ơi, con không muốn đi chạy hè mà. Gì? Ba ơi, con không muốn đi chạy hè đâu mẹ ơi. Mẹ đừng có cho con đi chạy hè mà mẹ. Mẹ thương con, mẹ đừng có cho con đi. Trời ơi, cái ông tướng này. Mẹ thương con, mẹ mới cho con đi chạy hè đó, nghe không? Chứ ở nhà lì quá à, chơi game rồi bày bừa suốt hả? Thôi mà mẹ, con xin lỗi mẹ mà. Từ ngày mai á, con sẽ ngoan hơn, con sẽ không bày bừa nữa. Mẹ đừng có cho con đi chạy hè mẹ ơi, ở trong đó chán lắm, con không thích đâu. Đi mà mẹ. Không thích cũng phải đi, buông cái tay mẹ ra. Con không muốn đi chạy hè đâu. Nếu như con bắt buộc phải đi chạy hè hả, thì con thà sống bên nhà ông nội còn hơn á. Nè, ba kêu đi đâu là phải đi đó nghe chưa? Không có được ngang bướng như vậy nghe chưa? Đừng có tưởng lớn rồi mà ba không phạt đòn nha. Không, con sẽ nhất định phải qua nhà ông nội. Còn nếu mà ba không cho hả, con sẽ tuyệt thực cho ba coi nè. Con nhất định phải đi qua nhà ông nội. Nè, thiệt tình, không biết nó ngang bướng giống ai à? Không biết, ngang bướng giống ai luôn á. Hiền, Kim Anh hả? Anh Tài. Mấy hôm nay khách hàng gọi cho em á, than phiền về anh nhiều lắm á. Họ nói tại sao anh không giao đủ hàng cho họ kìa. Chuyện đó em phải hỏi dưới xưởng, sao lại hỏi anh? Dưới xưởng giao hàng chưa đủ, sao anh giao được? Anh nói gì kỳ vậy? Ở dưới xưởng lúc nào cũng đủ hàng hết. Anh Thuận còn đích thân kiểm hàng, làm biên bản rồi giao cho em mà. Thì tại anh thấy chất lượng hàng chưa đảm bảo cho nên anh chưa giao thôi. Có gì to tát đâu, đợi dưới xưởng kiểm tra lại rồi anh giao cho khách, vậy chắc ăn hơn. Anh nói vậy sao được, xưởng của mình bao lâu nay á lấy uy tín làm hàng đầu, giao hàng cho khách thì phải giao đúng hẹn chứ. Anh làm như vậy là ảnh hưởng tới chú Phát đó. Nè, chính vì anh nghĩ tới chú Phát nên anh mới làm vậy đó. Anh thấy vụ này dưới xưởng làm việc chểnh mạng lắm nghe, nhất là ông Thuận đó. Lúc thì xin nghỉ về quê, xin nghỉ bệnh, làm việc giống như con nít vậy đó, biết cái xưởng như là nhà trẻ vậy. Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh làm việc chểnh mạng, bây giờ phạm lỗi rồi còn đối thủ cho người khác nữa. Anh Thuận á, bị bệnh mà vẫn đi làm để kịp tiến độ giao cho khách.
ở dưới xưởng anh em ai cũng tăng ca hết. Này Hiền, sao em bên ông Thuận chầm chập vậy hả? Em phải trừ lương anh, báo cáo chuyện này với chú Phát. Cái gì trừ lương hoài vậy? Sao em làm việc cứng gắt vậy? Hiền à, cái chuyện này đơn giản lắm. Anh làm việc lại với khách là xong mà. 1 phút 30 giây à Hiền. Hiền. Ủa? Em quên cái vụ trừ lương đi Hiền. Cuốn sổ của em đâu rồi ta? Ủa em kiếm sổ gì vậy? Em kiếm phụ cho. Không cần đâu. Anh kiếm phụ cho mà. Em nghi là anh lấy cuốn sổ của em phải không? Ý trời ơi, em lúc nào cũng nghĩ xấu về anh vậy hả? Thì trong đó tên anh nhiều nhất mà. Ủa sổ gì mà tên anh nhiều nhất? Thì cuốn sổ Nam Tào của em đó. Sổ Nam Tào à? Như vậy mất sổ sẽ càng tốt hơn. Cuối tháng này cái xưởng sẽ không ai bị trừ lương hết. Đừng có để cho Hiền tìm thấy. Mất luôn đi nha sổ ơi. Mất luôn đi nha sổ ơi. Cái ông này làm mấy chuyện tào lao không à? Đừng có để Hiền tìm thấy mà. Mất luôn đi. Mất đi. Làm xong hết thì để xuống đất nha. Dạ. Để dạ. Xuống đây nè chị. Cái đó hai ơi nè. Hai học bài chưa? Mà hai làm gì chi vậy? Trời ơi, mấy cái bài tập đó dạ ồm à. Hai cần gì phải học? Vậy mà có người bị ba la đó. Anh hai á, học cho tốt đi á. Em á, không có muốn về quê ở chung với bác hai đâu. Em thích ở đây thôi. Em mà còn nhắc lại cái chuyện đó là anh chơi về quê luôn á. Anh hai làm gì mà cọc cằn, giống như dì ghẻ trong chuyện cổ tích vậy á. Dì ghẻ là ai chị Tâm? Dì ghẻ là người dì ái bị ghẻ hả? Dì ghẻ á là mẹ kế của cô Tắm. Của cô Tắm? À, cô Tắm là cái cô bán cơm Tắm ấy. Kế bên quán hủ tiếu của chị Na đúng không? Em thích ăn cơm Tắm lắm. Chứ mà mẹ em cho em ăn có một lần à. Không phải đâu, cô tiếng ngốc quá đi à. Thôi qua đây chị kể chuyện cho nghe. Đi thôi. Bỏ cái chuyện đó qua một bên đi. Nghe chuyện đó là buồn ngủ lắm. Cái gì vậy cô Tí? Kể chuyện bà buồn ngủ hả? Đúng là Tí ngốc mà. Khi nào á, mình tới giờ ngủ á, mới nghe chuyện thôi. Còn bây giờ, chưa buồn ngủ á, mình kể chuyện làm chi? Sao mấy chị cười em? Thôi em làm diều đây, kệ các anh chị. À cô Tí, dạ? Bây giờ em chạy vô trong lều á, em lấy giùm anh mấy tờ giấy nha, chứ ở đây hết giấy rồi. Dạ. Ủa, chào cô Tí. Sumo. Thì ra là mày ở trong đây á hả? Tôi chơi ở đây từ sáng tới giờ. Nãy giờ tao đi tìm mày á. Ủa, có hả? Tí nữa ra chơi với tao á. Sao không vô đây chơi cho mát? Ra ngoài chi cho nắng? Chơi một hồi tôi thành khô heo luôn. Ủa, anh chưa cất giấy ở đâu ta? Kiếm ở trong này thử coi. Tí đang tìm gì vậy? Có cần Sumo tôi tìm giúp không? Tìm ra rồi. Giấy này làm diều được nè. Ủa gì vậy? Ăn được không? Giữ chặt tay nhé hơi những người bạn thân. Mỗi người một quê này chúng ta một nhà. Cheers.